Thùy Linh cùng ban biên tập Hồng Biến TV mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2022. Tin cực nóng, đoàn luật sư quốc tế đã vào cuộc, chú Dũng quyết trả thù thay vợ, quyết tống Hàn Thê cùng anh em nương tựa vào ủ tờ, Hoàng Kim Jun cùng đồng loại run đành đạch. Thưa quý vị thân mến, mới đây, luật sư đại diện cho công ty Victory Trading LLC đã ký kết với công ty găng tay và được sự chấp thuận của chú Huỳnh Uy Dũng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và hội đồng quản trị công ty găng tay Đại Nam đã ký kết quyết định là đã tiến hành làm những khâu cuối cùng về các giấy tờ khởi kiện các đối tượng tại Việt Nam và sau đó là các đối tượng tại Mỹ đã tung tin thất thiệt về găng tay Đại Nam, gây ảnh hưởng rất lớn về kinh tế công ty của tôi trên thương trường quốc tế, nhất là sự ký kết của tôi để cung cấp găng tay thương hiệu Đại Nam cho các bệnh viện chính phủ Mỹ. Tôi sẽ cung cấp đầy đủ các bằng chứng từng cá nhân đã có các bài viết gây thiệt hại cho công ty Đại Nam và công ty Victory là Trading LLC trên thương trường quốc tế, thân ái và quyết thắng. Thưa quý vị, thì chúng ta biết rằng đây chính là một sự khẳng định đanh thép của chú Huỳnh Uy Dũng. Khi mà các luật sư quốc tế đã vào cuộc thì chắc chắn sự việc sẽ được sáng tỏ. Nên là giờ đây, những con lươn trạch lươn đồng đang giãy đành đạch giống như là vã phải vôi. Mới đây thì Hoàng Kim Jun cũng đã công khai mối quan hệ bầy đàn với Hàn Thê, anh em nương tựa nhau thì chuẩn bị đi hầu tòa cả nhóm. Nếu mà các youtuber bá dơ lên hầu tòa, thì giờ đây công an Bình Dương cũng sẽ điều tra độc lập 6 lá đơn của những người mà khởi kiện cô Phương Hằng. Lúc viết đơn thì hùng hồn lắm, nhưng mà đến khi nghe những sự kiện như là sự kiện công ty quốc tế đã vào cuộc khi những sự việc mà xuyên tạc công ty Đại Nam găng tay Đại Nam, đến lúc cơ quan chức năng chính thức vào cuộc điều tra thì không có, là có không ít là kẻ phải run rẩy quý vị ạ. Vì họ nghĩ lúc mà viết đơn thế là ngầu lắm, hù dọa được đối phương, yên tâm đi. Lần này Bộ Công an và luật sư quốc tế, chú Dũng sẽ chăm sóc đặc biệt tất cả các lá đơn của các anh chị, nếu không lại nói cơ quan chức năng không xem trọng các lá đơn của các anh chị phải không nào. Thành phố Hồ Chí Minh thì đang xử lý đơn của Vi Nổ, thì Bình Dương đang xử lý đơn của Hàn Thê, Đức Hiểm và Thủy Tề Công Nông, Đàm Tướng Cướp và Đinh Cô Lăng. Vậy, đơn của cô chuyên gia dạy làm giàu Hoàng Kim Jun thì đơn vị nào đang xử lý nhỉ, khi mà luật sư đại diện cho công ty Victory Trading LLC cũng đã ký kết với công ty Đại Nam và được sự chấp thuận của chú Dũng thì luật sư quốc tế cũng sẽ vào cuộc sự việc này, thì cái cô này giờ có giãy đành đạch cũng chẳng làm được gì nữa khi mà đã quá muộn màng. Và hiện tại thì chưa rõ, nhưng chắc chắn không sớm thì muộn cô cũng sẽ được gọi tên lên thôi, nên đừng quá sốt ruột với Hoàng Kim Jun. Nói đến tội của cô ta, chuyên gia về làm giàu lừa đảo này thì kể đến mai cũng không hết quý vị, nhưng chỉ sơ sơ với những cái tội như là vu khống găng tay Đại Nam, vu khống Đại Nam đổ nợ sẽ khiến cho cô này phải điêu tàn, không chỉ mà bóc lịch mà còn đền bù thiệt hại đấy. Và người ta nói không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu quá. Không sai quý vị ạ, cô này đã tuyên bố hùng hồn trên sóng livestream của mình như thế này, là một số đám cuồn cuộn nói rằng Thám Tử Cung, Hoàng Kim Jun, Quỳnh Nhơ, Hàn Thê và Nam Châu cấu kết với nhau, không cấu kết với nhau để mỗi đứa chúng bay đập chết à. Đấy là điều đương nhiên, cấu kết đúng là luật người ta chơi với nhau, vì người ta thấy cô Hằng sai và người ta phải lên án, cung cấp thông tin cho nhau đúng không, cung cấp thông tin cho nhau để cho nhau dễ dàng hơn. Riêng cái cô Hoàng Kim Jun, Thám Tử Cung là người đưa thông tin cho Hoàng Kim Jun và Hoàng Kim Jun viết hồ sơ cho nhanh và Hoàng Kim Jun cũng có, nhưng Jun phải kết hợp với tài liệu của Thám Tử Cung có sẵn để kiện tụi nó nữa, mà kể cả là Vân Phong giờ thì cũng có tất cả. Ôi trời ơi, nghe nói là trước đây thì che che giấu giấu, giờ đây thì cô nàng khoe tất tần tật tút tuần tuột và kiểu chơi bầy đàn của mình rồi nhé quý vị. Để xem liệu cô ta liệt kê còn những cái thành phần nào nữa, như là Thám Tử Cung, Hoàng Kim Jun, Quỳnh Nhơ, Hàn Thê, Nam Châu và Phân Phong. Và thú vị ở một điểm, hầu hết những anh em nương tựa của cô đều đã lên đồn uống nước trà cả rồi đấy. Giờ mà thêm đơn của chú Dũng thì không biết rằng những cái thành phần này có lẽ là ối rồi ôi, khóc lên, gào thét, kêu cha kêu mẹ về mất. Như quý vị đã biết thì một số thành phần như là Quỳnh Nhơ, Phân Phong cũng đã lên phường và về nhà xin lỗi, xin rút chân ra khỏi drama. Nhưng giờ rút cũng đã quá muộn màng rồi quý vị. Hàn Thê thì đang tái mặt mày khi phải lên phường liên quan đến đơn tố cáo vu khống là cô Hằng xuyên tạc Đại Nam, để xem lần này đồng bọn của cô Jun còn cung cấp tài liệu gì cho cô ta đứng ra xuyên tạc và lập đơn kiện nữa không nhỉ, khi mà giờ đây luật sư quốc tế và chú Dũng
đã quyết là chơi tất tay với những cái thành phần này, và chắc chắn một điều rằng tội những thành phần này không hề nhẹ. Hãy chuẩn bị tinh thần trả giá cho những việc làm của mình. Thưa quý vị, liên quan đến cô Hàn The, như quý vị đã biết, vì suốt thời gian qua nhà máy oxy miễn phí của mình bị đánh phá, đặc biệt là quỹ mổ tim từ thiện Hằng Hữu cũng chịu chung số phận, và chỉ đích danh phát ngôn được cho là của cô nhà báo Hàn Nico. Khi mà cô vu khống cướp đất của dân Bình Dương, ôm là 280 tỷ tiền quyên góp từ thiện sẽ đưa Hàn The ra trước ánh sáng vì hành vi vu khống của mình. Như quý vị đã biết, những ngày vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh PC02 đã mời bà Đặng Thị Hàn The lên làm việc 2 lần và có thể sẽ mời thêm lần thứ 3, lần thứ 4, và đặc biệt giấy mời có liên quan về câu hỏi về việc đơn tố giác của cô Nguyễn Phương Hằng tố giác bà có hành vi vu khống làm nhục người khác. Trước những thông tin mà cái cô Hàn The này lên làm việc với cơ quan công an đã khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng, có bình luận cho rằng oan có đầu, nợ có chủ, không tự nhiên mà chẳng có gì liên quan để bị cuốn vào vòng xoáy drama. Có ý kiến bình luận khác cho rằng ngày mong đợi đã đến thật gần, mong muốn Hàn Nico sẽ bị xử lý thật nặng, điển hình làm gương răn đe để cho là dân doanh nghiệp yên tâm, tin tưởng xã hội công bằng văn minh. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, nhà báo Hàn The và cô Nguyễn Phương Hằng đã xảy ra xích mích. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nữ nhà báo tố quỹ Hằng Hữu sai phạm yêu cầu phải sao kê. Trước đó thì cô Nguyễn Phương Hằng tổ chức live stream quy mô lớn tại phố đi bộ, khu du lịch Đại Nam. Buổi trò chuyện ngoài hai vợ chồng đại gia còn có sự xuất hiện của một số YouTuber và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân trước hàng ngàn người xem trực tiếp. Chú Dũng Lò Vôi bày tỏ bức xúc vì suốt thời gian qua, nhà máy oxy miễn phí của mình bị đánh phá, đặc biệt là quỹ mổ tim từ thiện Hằng Hữu cũng chịu chung số phận. Đặc biệt, ông xã của cô siêu Nguyễn Phương Hằng lần đầu phản bác chỉ đích danh phát ngôn được cho là của nhà báo Henny khi mà vu khống mình cướp đất của dân Bình Dương, ôm 280 tỷ tiền quyên góp từ thiện bỏ trốn. Không chỉ nói suông, ông chủ khu du lịch Đại Nam khẳng định chắc nịch là sẽ nhờ luật sư khởi tố vụ án đưa ra hình sự. Tôi nghe nói cái cô Hàn The này vừa là nhà báo vừa là luật sư, chắc là có học, chắc được dạy dỗ ở một tờ báo nào đó đàng hoàng. Nhưng phát biểu 3 chấm hôm nay, tôi sẽ chính thức nhờ luật sư làm đơn truy tố về hành vi vu khống xúc phạm và làm hại những doanh nghiệp, doanh nhân trong thời kỳ kiến quốc. Tôi rất khó chịu, lo lắng về loại nhà báo hai mặt đang lan đan sen, che đậy trong cơ quan nhà nước, nhưng không phục vụ cho nhân dân, sự phát triển của xã hội. Và cô nói rằng, tôi đi cướp đất của nhân dân, xin thưa, đất nước chúng ta có pháp luật, không ai cướp được của ai cả. Tôi nói thật, động tới Đại Nam, động tới quỹ từ thiện Hằng Hữu là giống như chạm vào trái tim của tôi, vì tôi xác định nó là của bách gia trăm họ, của tất cả mọi người, ông Dũng Lò Vôi chia sẻ. Cũng trong buổi trò chuyện, chú Dũng Lò Vôi khẳng định quá trình đền bù cho người dân trong quá trình xây dựng khu công nghiệp đã được giải quyết ổn thỏa, hợp tình và đúng quy định của pháp luật. Tôi xin thưa, tôi đang sống tại đất Bình Dương và khi tôi nói chuyện, ở đây toàn dân Bình Dương nghe được một Huỳnh Uy Dũng, một chiến sĩ công an từ tuổi 20 để về đây làm kinh tế. Nếu ai là dân ở đây sẽ biết nếu một miếng đất người dân 10 đồng mà tôi đi mua đền bù từ 12 đồng trở lên thì tôi sẽ đền bù. Nếu 9,9 đồng hay thấp hơn thì tôi không làm, thà tôi ở không. Ngay sau khi thông tin bị chú Dũng Lò Vôi là khởi kiện, nhà báo Hàn The ngay lập tức có chia sẻ gắt gỏng trên fanpage với hơn 160.000 lượt theo dõi. Cụ thể, cái cô Hàn The mỉa mai gọi chồng cô Phương Hằng là trùm cuối trước cáo buộc ôm 280 tỷ đồng bỏ trốn. Nhà báo Hàn The này còn khẳng định rằng mình chưa bao giờ nói những lời này. Đặc biệt, cô còn nói thêm về nhóm YouTuber nhục mạ báo chí. Hôm nay lại nghe mọi người nói về trùm cuối là sưng tắm đêm ra mặt đòi tố cáo tôi vì nghe vợ nói. Tôi nói rằng quỹ Hằng Hữu lấy 280 tỷ, giờ bỏ trốn. Theo dõi tôi lâu nay, có ai nghe tôi nói câu này không quý vị? Khó gài chị lắm sừng ơi, sừng mà nghe lời vợ, mà sừng nói nhảm, sừng lại lên phát biểu sai sự thật như vậy là phạm tội đó. Trước ý kiến này, nhiều khán giả để lại bình luận góp ý thẳng thắn cho cô Hàn The này như sau. Nói thật là cái con Hàn Nito này cũng sân si và quái thai lắm cơ. Cô Hằng đã bị triệu tập rồi, đã bị khởi tố bắt tạm giam rồi mà cái con Nito này nó vẫn lên. Nó nói theo kiểu là hả hê và khiêu chiến, chứ nó có vừa đâu. Sự việc đến lúc này thì hãy để pháp luật trả lời đúng sai, chứ đừng thấy người ta đã ngã xuống rồi mà tiếp tục dìm và chà đạp. Hành động của nó chỉ thể hiện rõ sự đê hèn mà thôi. Mong rằng tất cả sẽ bình yên với Phương Hằng. Một khán giả khác thì bình luận rằng, nhiều khi mình nghĩ sao lại một người học luật như nhà báo mà lại ăn nói trên mạng như những kẻ là bất cần đời, thiếu chín chắn. Nếu một người thông minh, sáng suốt,
Làm việc và sống có trách nhiệm thì không ai nói như vậy. Sống kiểu bố đời, làm cụ thiên hạ, cái kiểu sống như vậy thì dễ bị người khác dắt mũi mà chả biết, cứ nghĩ mình là khôn nên chửi toe toe. Còn vu khống, luật sư nhà báo mà xem thử pháp luật, trong lúc biết luật, nắm luật, cái kiểu không có tí đạo đức nào cả. Hiện người theo dõi vẫn có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh là sự việc cô Phương Hằng là bị khởi tố bắt tạm giam do một phần liên quan đến bà Hàn Ni Tơ này và ông Mãi. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông tin chính xác nhất đến từ cơ quan chức năng. Quý vị có thể để lại ý kiến của mình bên dưới phần tin và vừa rồi của chúng tôi. Và quý vị thân mến, hy vọng rằng sự việc mà luật sư quốc tế đã vào cuộc và chú Dũng cũng đã là quyết chơi tất tay với những cái thành phần mà chuyên chống phá xuyên tạc Đại Nam thì rất mong là kết quả sẽ tốt đẹp và chúng tôi hy vọng rằng những cái thành phần này là sẽ bị là các cơ quan chức năng xử lý một cách nghiêm minh, đúng người đúng tội. Vừa rồi là những phần tin mà Thùy Linh cùng ban biên tập Hồng Biến TV muốn gửi đến cho quý vị. Còn thời lượng bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video kế tiếp.